Made it to my mom's side of the family. Just woke up. This is my grandma's house. Yeah. Shoot, there's dirt everywhere. Grandma's house. Now is my mom's youngest brother's house. This is another of my uncle's house, my mom's second oldest brother. He just redid his house. It looks so nice. Oh my god. Then we have my mom's another brother over here. He's remodeling. This is my cousin's furniture shop. Yeah. Are you away? Ngân dịch bàn uống sữa đúng không? Mày nói gì đó. Đúng không? Hỏi chị Ngân kìa. Chị Ngân hồi lúc này chị Ngân uống sữa nó mới to cao vậy đúng không chị Ngân? Đúng rồi, không uống sữa sao cao. Side view. She sells furniture with her sister. They have two stores, one here and one at the other location. That's one of the helpers. We're going to the supermarket now. Phải không? Nhìn Ngân nó tiếng Anh hay quá. Phải không? Quay cho con với. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello. This market is huge. This is where you could bargain with anyone. Anything you want, you could bargain at all. This is my cousin's daughter. Hey, Heidi. Hi. My family is so big. Oh my god. My uncle and I are gonna go to my grandma and grandpa's. What is that? Cemetery? Here's the mall of my grandma and grandpa. And we have my oldest cousin over here. Two spots over there is for his mom and dad in the future. So I guess in Vietnam, you pre-purchase the spot, so then no one could take it. That's so scary to think of. You're pre-buying your spot, you're gonna die. We wanted to stay longer, but it's raining. So we're heading back to the car. Yeah. And I'm wearing a romper. Jesus out loud. Jesus. I've been at the nail salon for more than 3 hours and we're still not done. No, I'm still getting her manicure done. It takes two people to do a manicure. My uncle bought all dog meat. Đây là món gì? Món à, con đây nhá. Món gì? So I guess this is cái này nướng hả cô cường? À, barbecue dog. Giò chó chiên giòn. Fried barbecue dog. Thế cái này là gì? Cái này là thịt hấp. Hấp là luộc đó. I guess you say boiled dog meat. Pick it up. Cái này là nướng. Grilled dog meat. Okay. Sao vậy? Sao không? Sao vậy? Không, chắc không biết ăn. Vậy mà sao mày mua cho thằng khác là sao? Mua cho thằng nào? Chồng đâu có ăn đâu mà. Hả? Dog meat is pretty good. Ngon á cô cơ. Ngon. 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 Ăn đi. Chú Cường ngồi đâu vậy? I can't believe you actually want my dog meat to try. Quá ngon luôn, không ngờ luôn là tổ nhiều tổ đây. Đây. Kiếm một cái đây. Một cái đùi nè, cái đằng cái đùi.
năm sạch. Giống rồi, hiểu à, 50. Hiểu à, 50. Đó nó bán mấy triệu à? Những nhưng mà cái này nó chiên chưa giòn không? Giòn chưa? Mấy triệu tốt. Chó bây giờ mắc nhất ở trên là có con gì đó, chó nào? Nghe thì chó nó bán một lạng mà Sài Gòn mà nó để ra mấy cái mức là tiền. Cốt ở đây không? Một con là nó lời. Dạ rồi, đang ăn thịt cày ở trên này đây, ăn xong rồi đi. Một con mấy trăm. It's pretty good. I actually like it. Dog meat is pretty bomb. Có mẹ đi mà, thế là cố bấy đi, mẹ chuẩn bị xong. Đây. Cái gì bỏ cái đi nó bị dụ anh bê ra. Cái gì? Em ăn trước á. Ngon á chị Viên. Thông. Không nghĩ không? Nè, rất tươi. Bỏ đây đi. Thôi cái Viên ơi, thôi. Ngon cơ thấy. Ngon nhá. Ngon cơ cơ. Ngon. Có gì hơn nữa đâu. Ngon. Đẹp nhất luôn. Nhất rồi. Con bé ngăn phải ăn cái này nữa nó mới đúng. Ở Mỹ nó có thịt chó không? Không. Ăn cái này nữa, ăn miếng này vô nó mới ngon. Không, có chắc ăn không? Không, ăn không nha, miếng này nữa thử coi. Có thể xả, có không ấy ăn xả. Không, nhưng mà ý là ăn nó thơm để cho nó ấm bụng á, cho cái đó nó mát á. Nhai một miếng vô. Dog meat tastes pretty good. I'm actually digging it. I don't know if that's a bad thing. Nó còn đó là kêu con gì để trong cái gì mà vàng vàng cái chân nó đỏ giống như cà mau á hả? Không, không có bảy chốt màu vàng là vàng. It's really good. Vàng xám. It's a bad thing that I like it, but I'm being honest. Giống chim mũi sắc hả? Nó to, giống chim hình hạch mà nó to á. Can we mount close to bottom green? Bồ cháo á. I just told him mess around with him. Looks like you're buying me dog meat tonight, right? Like, yeah, yeah. And then 5 minutes later, literally, I guess they sell it right down the house. Come, here's the meat, come eat. Đang ăn đồ hết đó đi, làm này nè. Dừng.